Xin chào mọi người, mình là Ngọc Duyên nè. Thì á, trong video ngày hôm nay đó nha, mình sẽ kể cho mọi người nghe về tất cả những cái môn học á của ngành thời trang trong nguyên cái học kỳ 2 năm 2 của mình sẽ như thế nào. Ok, được rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Thì đối với mình đó nha, đây là một cái học kỳ vừa nhiều môn nè, vừa dạy khủng khiếp nhất trong cả 4 năm học ngành thời trang. Tại vì á, nó có tính luôn cái tính trị của cái môn giáo dục quốc phòng an ninh nữa mọi người. Cho nên lâu quá là phải rồi. Đối với năm 2 á, thì đa phần nha, mình sẽ học các cái môn lý thuyết là nhiều hơn. Giống như là trục bản quyền nè, triết học Marx Lenin nè là của học kỳ 1. Còn đối với học kỳ 2 á, thì sẽ có các môn như là chủ nghĩa xã hội khoa học nè, rồi kinh tế chính trị Marx Lenin, và đặc biệt nhất luôn á nha, đặc biệt nhất luôn á sẽ là cái môn ngoại ngữ chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp. Cái môn này á có nghĩa là tiếng Anh thời trang á. Đối với những cái môn lý thuyết như vậy á thì giáo viên sẽ chấm bài phụ thuộc vào cái phần thuyết trình nè, cái điểm bài tập về nhà trong từng buổi học, và cuối cùng á là cái bài luận nộp cho giáo viên. Theo mình á thì môn tiếng Anh thời trang á cũng khá là khó đó nha mọi người, kiểu thành phần bài tập cũng nhiều nữa. Cho nên á mình khuyên mọi người á là khi mà còn học cấp 3 thì để ý chút xíu về cái môn tiếng Anh nha. Lúc mà lên đại học rồi đó thì mình học cho nó nhẹ nó khỏe thôi chứ không có gì. Tại kiểu á khi mình học cái môn này á mình rất là sợ rất môn luôn á, cực kỳ sợ luôn. Tiếp theo nha, mình sẽ nói về môn giáo dục thể chất 4 nha. Thì cái môn này á sẽ bắt đầu học xuyên suốt từ đầu năm nhất rồi. Mọi người sẽ được chọn một trong 4 cái thể loại khác nhau là bóng đá nè, bóng chuyền, bóng bàn và khiêu vũ tango. Mà đối với cái môn này nha thì mình khuyên mọi người á là suy nghĩ thật kỹ để chọn một cái rồi thì học xuyên suốt từ đầu năm luôn, chứ đừng có kiểu mất công đổ qua đổ lại, nó rất là phiền phức lắm luôn á mọi người. Mình á thì chọn học môn bóng chuyền này mọi người, tại mình thích học ngoài trời á cho nó rộng rãi thoáng mát vậy á, kiểu là hoạt động ngoài trời á, chứ mình không có biết đánh bóng chuyền đâu á mọi người. Về cái kỹ thuật với lại cái quy định đánh bóng chuyền mình không biết gì luôn á. Khi mà vào học rồi đó nha thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho mình những cái kỹ thuật về bóng chuyền. Và đối với môn này á thì mình sẽ học ở sân vận động Thủ Đức, có nghĩa là mình sẽ đi xe buýt xa hơn trường ở Thủ Đức một chút. Và khi học á thì mình bắt buộc nha phải mặc cái đồ đồng phục màu đỏ này nè. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến môn minh họa thời trang. Thì cái môn này sẽ được chia làm 3 thành phần bài tập và lần đọc bài khác nhau. Lần thứ nhất sẽ là bài tập về minh họa mẫu phẳng. Lần thứ hai sẽ là bài tập về minh họa dáng người theo cái tỷ lệ 9 chia 1 của người mẫu thời trang, có nghĩa là thân bằng chính đầu. Và cái lần cuối cùng sẽ là cái bài tập về minh họa chất liệu vải. Tất cả những cái mẫu vẽ này á, thì mọi người á, phải nên đưa cho giáo viên duyệt trước hết nha rồi mới bắt đầu vẽ. Chứ không á, là tới lúc chấm bài sẽ dễ gặp rắc rối lắm luôn á. Mình á, là mình không có vẽ mặt của người mẫu nha, tại vì mình vẽ không có được đẹp á, cho nên cô nói là không cần phải vẽ. Thì đây là bài vẽ của mình nè mọi người. Đây là bài thứ nhất về diễn họa mẫu phẳng. Này sẽ bao gồm 9 mẫu nha. Đầu tiên là mẫu thân trên, rồi 3 mẫu thân dưới và 3 mẫu nguyên thân. Đó, mình sẽ dán vô cái tờ giấy màu đen giống như vậy. Bài thứ hai sẽ là minh họa về dáng người. Đây, gồm có 3 mẫu, 1, 2, 3. Rồi thì mỗi mẫu sẽ gồm 4 bước. Này là phác thảo nè, rồi giấy chì sơ sơ, rồi tô màu, rồi cuối cùng là tô màu kỹ nhất. Thế là mình sẽ tả cái chất liệu này, nhưng mà cũng tả vừa vừa thôi, không cần thiết là phải quá kỹ đâu. Này, mọi người thấy ba dáng này cũng quen mà phải không? Cái bài cuối cùng sẽ là diễn họa về chất liệu. Chất liệu cũng sẽ có 3 loại nha. Điều này khó nè. Đối với môn này á, mà muốn được điểm cao á, thì mọi người sẽ chọn những cái dáng đứng nè, hơi đặc biệt một chút xíu, rồi tả mặt người mẫu đẹp. Chất liệu vải á, thì chọn những cái loại mà nó khó tả một chút, giống như là len nè, lông thú nè, metallic, hologram, rồi da cá sấu vân vân.
Mà mình đặc biệt lưu ý với mọi người á, là khi mà chọn á, thì mọi người quyết định chọn một lần cho nó chính xác, rồi mình vẽ cho nó tới cùng luôn. Chứ đừng có cái kiểu mà đang làm giữa chừng cái bỏ ngang, lại khó quá đó, rồi để chọn lại cái chất liệu khác nó dễ hơn. Làm như vậy á, thì mọi người rất là dễ bị chán, dễ bị nản. Với lại nó cũng làm mất nhiều thời gian của bản thân lắm luôn á, cũng khá là khó khăn nha mọi người. Tiếp theo á, thì mình sẽ nói đến môn xử lý chất liệu nha. Thì môn này á, đáng lẽ là phải được học ở học kỳ 1 năm 2 rồi, nhưng mà do dịch á, cho nên bị dời đến tận học kỳ 2 năm 2 mới được học lận. Đối với môn này á, thì cái thành phần đọc bài cũng khá là nhiều đó nha. Sẽ bao gồm 3 cái bảng A3 theo 3 cái bố cục họa tiết thiết kế là tự do, dàn đều và chân bông, một cái túi cùng phong cách để đựng 3 cái bảng đó, và cuối cùng là một cái bộ trang phục lấy ý tưởng thiết kế dựa vào cái họa tiết đó. Đồ án này á, thì mình sẽ lấy ý tưởng từ kinh khí cầu và hoa nhí kết hợp với phong cách Lolita. Tại trong cái buổi nộp bài á, thì mình cũng sẽ mặc diễn luôn, tại vì đối với đồ án này á, thì thầy cô bắt buộc là sinh viên phải tự trình diễn phần của mình á. Thì đây á, là bài của mình nè mọi người. Đây là cái túi đựng 3 cái bảng đó nè. Đây là phía trước, còn này là phía sau. Rồi, bên trong á, sẽ là 3 bảng theo 3 cái bố cục. Cái này là bố cục dàn đều nè, cái này là bố cục chân bông, và cuối cùng là heo bố cục tự do. Rồi, thì cái bảng, 3 cái bảng này á, mình sẽ làm bằng giấy form, rồi mình dán cái dải lên phía sau giống như nè. Mình sẽ dán cái dải lên, và cái phần góc này á, mọi người sẽ ghi thông tin nha. Rồi giáo viên chấm điểm thì sẽ chấm ở đó luôn. Đó, thì là 3 cái bảng của mình. Rồi, tiếp theo á, sẽ là cái bộ đồ mà lấy cái họa tiết từ 3 cái bảng đó. Đây là cái đầm nè. Thì cái bộ đồ này á, mình sẽ lấy từ cái họa tiết chân bông. Nó giống như cái bảng này nè mọi người. Nè. Nó y chang nhau vậy đó. Này nó là cái đầm. Rồi. Thì sau đây nha, mình sẽ cho mọi người xem một cái video ngắn về cái buổi diễn đọc bài của mình và bạn mình nè. Do tụi mình có chung phong cách Lolita cho nên xin giáo viên cho diễn chung luôn, rất là tuyệt vời nha. Sẽ là đồ án trang phục thời trang, bao gồm trang phục mặc nhà nè và trang phục dạ phố nam, thì mình đã có nói giải thích kỹ ở trong hai video trước rồi á. Thì đó là toàn bộ tất cả những cái môn học kỳ 2 năm 2 của mình mà mình đã nói cho mọi người nghe. Sắp tới đây á, thì mình sẽ bắt đầu học năm 3 với những cái môn á, cũng rất là mới nè, rất là thú vị luôn. Kiểu là những cái môn học của cái ngành này nè cứ khiến mình bị tò mò á. Nói chung á, là môn nào cũng nghe rất là lạ tai hết trơn á. Thì á, video này mình sẽ kết thúc ở tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Bye bye mọi người.